Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh thiết bị điện Nguyễn Cao. Hôm nay mình làm cái clip mình chia sẻ với mọi người cái con motor này nè. Con motor 7.5 kW. Mình vừa tháo ra xong keo lại. Tại vì nó bị ẩm á mọi người. Thì mình đã xong keo rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái con biến tần. Mà cái con biến tần này mình không có con biến tần 7.5 kW. Mình có con biến tần là 30 kW. Thì mình lấy mình thử luôn. Thì con biến tần này là nguồn vào 308. Nguồn vào 308 thì mọi người sẽ cấp vào chân là 1, là 2, là 3, ba chân. Đó. Còn ra nguồn ra motor thì mình nó để chữ motor là UV đúp. Thì mọi người đấu ra ba chân UV đúp, không? Rồi tôi đã đấu nó rồi, bây giờ tôi đậy nắp lại. Lắp cái màn hình điều hiển thị vào ha. Để thì cái motor nè. Motor này là cái con này là chỉ 5.5 kW thôi, nãy tôi nói nhầm nha. 5.5 kW, 7 ngựa rưỡi. Con này là con bơm nước các mọi người. Con motor bơm nước. Thì hiện giờ thì nó cái phút nó chưa có về. Thì mình lắp mình xong keo lại rồi mà cái phút nó cũng bị xì nước luôn rồi, nhưng mà mình chưa có thay. À, đây. Chưa có lắp cái phút vào. Thì bây giờ mình chỉ cho chạy không tải thôi, cho chạy không thôi, không có chạy không, chứ chưa có lắp cái đầu bơm vào. Thì nguồn motor này nó ra 3 dây này mọi người. Nó đấu đấu kiểu tam giác ha. Thì mình sẽ đấu vào đỏ, xanh, đen là 3 pha, 3 cực. Thì motor này mọi người thấy là cái dòng định mức của nó nè. Đây. Motor này là motor là 7.5 HP, 5.5 kW. Wow. 50 Hz. Điện áp là 308. Chỉ đấu chế độ tam giác này ha. Chế độ tam giác là đấu nguồn 308 vào. Thì dòng định mức nó là 11 A. Mọi người thấy 5.5 kW nhân 2 lên là ra dòng định mức của động cơ 3 pha 308 là chính xác luôn ha, 11 A. Tua là tua 2.9. Không? Đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lại cái biến tần ha. Rồi tôi sẽ đóng nguồn lên. Rung ép lên. Đấy. Thì cái biến tần này hiện giờ là 50 Hz nè. Thì mình sẽ kiểm tra mấy cái thông số của nó ha. Hàm F nè. F01 bằng 0. F01 là lệnh tần số ha mọi người. Thì chỉnh tần số trên màn hình. Chỉnh tần số bằng 0 là chỉnh trên màn hình. F02 là lệnh chạy. Thì lệnh chạy này là mình chỉnh bằng 3 là để run top trên màn hình luôn. Run top trên màn hình là dùng hai phím này để tắt mở. F03 là tần số. Điện áp. F04 là điện áp luôn, 05, 06, 07. 07 là cái F07 là cái thời gian mở máy. Ở đây mình cho thời gian mở máy là 40 giây. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại 30 giây. Rồi xèo lại. Rồi F08 là thời gian dừng máy thì mình sẽ cho dừng là 30 giây luôn. Rồi bấm data xèo lại. Thì mình sẽ lên cái mình sẽ vào cái hàm B để mình chỉnh lại. Tại vì do cái biến tần này là cái biến tần nó tới 30 kW, là mà mình dùng cái con motor mình nó chỉ có là con motor mình nó chỉ là 5.5 thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh thông số là công suất lại. Hàm công suất là hàm B nè. Thì mọi người sẽ vô là bấm data. Đấy, B01. B01 là số cực, thì hiện giờ số cực của nó là 2009, thì 2B bằng 2, mình sẽ chỉnh số bằng 2. Xeo lại. Rồi. B02 là công suất. Công suất thì hiện giờ là cái biến tần này là công suất của nó là 30 kW. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh lại là tôi sẽ chạy cho cái con động cơ là chỉ có là 5.5 thôi, 5.5 kW thôi. Đấy. Rồi. Bấm data xeo lại. B03 để nó ra cái dòng định mức, nó tự tính toán ha, biến tần tự tính toán ha mọi người. Thì khi nào mà mọi người cài B02 bằng 5.5 thì cái dòng định mức của nó là 11. Rồi mình chỉ cài vậy thôi, mình ra hàm F lại. Hàm F ha. F mọi người sẽ lên F11 cho tôi để cho chỉnh cái dòng điện. Giống như chỉnh gle nhiệt để khi mà bị quá dòng thì nó sẽ chip. Đấy, hiện giờ là nó mặc định theo cái biến tần này là 52 A, là do là cái biến tần là cho motor 30 kW. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái dòng nó xuống là 11, hoặc là mình chỉnh xuống 8 thôi, 9 thôi, không? Rồi mình sale lại mọi người. Đấy, F11 là để chỉnh cái dòng điện bảo vệ motor, không?
Ví dụ như bây giờ tôi sẽ chỉnh F11 nè, F11. Thôi giờ chỉnh bằng 9 đi ha, rồi cho chạy cho mọi người xem. Rồi khởi động lên nữa. Thì mọi người thấy khi motor khởi động thì từ 0 tới 50 hạt nó sẽ mắc là cái thời gian là F07. F07 là 30 giây thì bắt đầu từ 0 đến 50 hạt là 30 giây, mắc thời gian là 30 giây để motor hoạt động. Motor quay rồi đó mọi người. Không. Rồi nó đúng tua hàng chính nó là ở tần số là 50 hạt. Không. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra ampe. Hiện giờ là hạt nè, cái đèn hạt nè, và mình sẽ chỉnh xuống cái nữa là ampe. Hiện giờ nó chạy 4.1 ampe không tải, thấy không? Kilowatt là hiện giờ là 0.44. Đấy. Giờ mình sẽ để chế độ hạt lại là 50 hạt. Rồi mình stop ha. Bây giờ mình sẽ stop. Stop thì cái động cơ nó sẽ dừng từ 50 đến dời 0 hạt là với cái thời gian là F08. Thì F08 mình chỉnh 30 giây thì từ 50 hạt nó sẽ giảm về 0 hạt là mắc là thời gian là 30 giây. À, nó dừng từ từ. Đấy, ok đó, dừng rồi đó. Dừng hẳn luôn rồi đó, motor dừng hẳn luôn nè. Rồi, hồi nãy nó chạy 4A phải không? Bây giờ mình sẽ thử nè, mình cài F. Mình cài F11 lên. F11 nè, mình sẽ cài là bằng 3A thử coi, nó báo lỗi không nha. Nè, tôi cài F11 bằng 3A sao lại. Rồi tôi khởi động động cơ lên. Mọi người xem con motor nó báo lỗi không ha, coi cái biến tần này nó hoạt động tốt không ha. Rồi đó, 50 hạt rồi đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái dòng đó là 4.2. Đấy, motor quẩn quay. Ha, motor quẩn quay. Thì hiện tại mình cài là F11 là bằng 3A, nhưng mà hiện tại biến tần nó đang chạy 4A. Để mọi người xem thử coi thời gian nó có báo lỗi không. Một tí nữa nó có báo lỗi không nha. Bật motor này mình cũng vừa thay bạc đạn luôn ha, cho nên nó chạy cái tiếng nó cũng nghe là im tai. Đấy. Mình cài 3A nhưng mà nó chạy 4A, nên bây giờ hiện tại nó vẫn chưa báo lỗi. Để mình theo dõi một tí nữa coi nó có báo lỗi không ha. F11 mình chỉnh xuống 3, chỉnh xuống 2A thử coi. À, chỉnh xuống 2. Vẫn chưa báo lỗi hả mọi người? Tại sao mà cái này nó đo 4A mà mình chỉnh 2A mà nó không báo lỗi ta? Ok, để mình cái này để mình kiểm tra lại cái phần F11 này ha. Để mình cài nó nhỏ lên nữa coi. Bằng 1A nữa coi. Nó có báo lỗi không? Sao không báo lỗi luôn ta? Rồi cái phần này, cái phần mà để chỉnh F11 này để cho động cái biến tần báo lỗi á
thì mình để mình kiểm tra lại rồi mình sẽ chia sẻ mọi người sau ha. Rồi nãy giờ thì cái phần này là mình chia sẻ cái cách đấu nối biến tần đó, báo lỗi cho mọi người đây, thấy không? Chắc nó cũng cần phải có một cái thời gian nhất định mọi người, thấy không? Hiện tại giờ nó báo lỗi này, là một, thấy không? Để mình bấm reset lại. Đó, hiện tại nó báo lỗi vậy là ok đó. F11 là mình sẽ cài cái dòng mà mình cần báo lỗi ha. Cần cái motor, ví dụ nó vượt cái dòng điện F11 thì nó sẽ báo lỗi cho mình. Rồi video mình chia sẻ mọi người đến đây kết thúc không mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho kênh Thiết Bị Điện Nguyễn Cao một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video hơn cho mọi người xem. Xin thân ái, chào tạm biệt.